Với mục tiêu giúp học sinh được tham quan trải nghiệm, có thêm hiểu biết về ngành nghề, từ đó đưa ra sự lựa chọn phù hợp sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thị xã Sapa có nhiều cách làm sáng tạo. Điển hình như việc thành lập đưa các đoàn học sinh trải nghiệm thực hành tại trường trung cấp kinh tế du lịch Hoa Sữa. Gần 100 em học sinh thuộc các trường phổ thông dân tộc bán trú và trung học phổ thông của Sapa vừa được tham quan trải nghiệm tại trường trung cấp kinh tế du lịch Hoa Sữa, cơ sở đào tạo nghề nổi tiếng tại thành phố Hà Nội. Lần đầu cùng nhóm bạn đến đây, Dung A Khoa thực sự hứng thú khi được trải nghiệm tại lớp học làm bánh mì, bánh ngọt. Qua trường học tại trường đã được các thầy cô tuyên truyền về trường Hoa Sữa. Và sau khi đã chứng đến trường thì em cảm thấy đây là môi trường rất tốt. Và em quyết định ở lại với hy vọng có được một cái nghề lo cho cuộc sống trong tương lai. Sapa là một cái địa phương mà du lịch rất phát triển. Rất nhiều khách sạn, nhà hàng, doanh nghiệp đang cần những nhân lực làm về du lịch đã qua đào tạo. Và họ rất thích được đón nhận là những học sinh đã được đào tạo ở Hoa Sữa. Nhập học trường trung cấp Hoa Sữa năm 2023, em Lô Thị Dung mong muốn sau này có nghề ổn định để có thêm thu nhập, phụ giúp bố mẹ. Đăng ký lớp học làm bánh mì, bánh ngọt, hiện Dung đã tự tin làm ra những chiếc bánh ngọt thơm ngon, xinh xắn. Màu chân liêu, caramel, bacato, sau này em sẽ làm tại Hà Nội và mức lương của em thì tùy vào tay nghề của em. Với sự kết nối của ngành chuyên môn với các cơ sở đào tạo nghề đã giúp cho nhiều em có cơ hội tìm hiểu ngành nghề phù hợp, từ đó có sự định hướng nghề nghiệp đúng đắn cho tương lai. Đặc biệt, trường Trung cấp Kinh tế Du lịch Hoa Sữa sẽ miễn phí toàn bộ kinh phí học tập cho học sinh nghèo dân tộc thiểu số, là cơ hội tốt để các em có thể lựa chọn theo học nghề tại đây. Trường Trung cấp Kinh tế Du lịch Hoa Sữa cũng đã tổ chức đào tạo rất nhiều các thế hệ học sinh của trường của thị xã Sapa, nhằm cung cấp trong lĩnh vực về du lịch, buồng phòng, bánh, vân vân. Và đây là một trong những cơ hội để cho học sinh của Sapa có thể đáp ứng được cái nhu cầu nguồn nhân lực tại chỗ. Kết nối đào tạo, tham quan trải nghiệm trường nghề là một trong những nỗ lực của ngành chuyên môn thị xã Sapa nhằm khuyến khích, tạo cơ hội cho học sinh sớm có định hướng nghề nghiệp ngay sau khi hoàn thành bậc học phổ thông.